Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 4 tháng 10 năm 2021. Và ở Việt Nam đó bây giờ đã là ngày thứ ba ngày 5 tháng 10 rồi. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Và chúng ta nhìn chung đó, hôm nay là một ngày tốt cho thị trường crypto. Các bạn thấy được là giá Bitcoin đó đã lên và qua khỏi 49.000 đô rồi. Bây giờ là 49.222 cái lúc mà tôi làm video này. Và nhìn chung đó, thì các bạn thấy là hôm nay chúng ta có rất nhiều màu xanh ở trên thị trường nhưng mà chúng ta thấy đó là không phải thị trường nào cũng là màu xanh ngày hôm nay nhìn vào cái hình chụp này đã thường đăng trên những mạng xã hội thì hôm nay có rất nhiều thông tin thường sẽ cố gắng để mà chia sẻ với các bạn trong cái video này về những thông tin mà thường đã đăng một số trên những mạng xã hội thì trước hết các bạn thấy được là ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là ngày hôm nay chỉ số này là con số âm thực ra mà nói thị trường cổ phiếu hôm nay đã phần lớn là màu đỏ nhưng mà ngược lại các bạn thấy là Bitcoin lại pump Thì cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là thường thường hay nghe những câu hỏi như là Bitcoin đó thì tương quan như thế nào đối với thị trường chứng khoán có nghĩa là chứng khoán Hoa Kỳ tăng thì Bitcoin tăng hay là giảm và ngược lại nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn đó thì chứng khoán và Bitcoin thì không có một cái xu hướng tương quan nào rõ rệt Có nghĩa là chúng ta nhìn trước đây thì các bạn thấy được là có một khoảng thời gian là giá của Bitcoin đã đi ngược xu hướng với lại cổ phiếu Hoa Kỳ cũng như là ngày hôm nay chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 đi xuống nhưng mà Bitcoin lại có sự tăng trưởng và Bitcoin tăng trưởng thì kéo theo rất nhiều những cái đồng tăng trưởng theo. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là cũng có một khoảng thời gian có thể là vài tháng chúng ta thấy được là Bitcoin với là chứng khoán hình như là đi cùng một xu hướng. Nhưng mà khi các bạn zoom ra đó, tôi đã từng chia sẻ những cái biểu đồ trước đây. Các bạn thấy được là khi mà nhìn vào dài hạn đó thì các bạn sẽ thấy là Bitcoin có một cái xu hướng đi riêng có khi đó là đi cùng xu hướng với lại vàng có khi là đi ngược xu hướng với lại vàng có khi là bitcoin đi cùng xu hướng với lại S&P 500 có khi lại không thì câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi là Bitcoin với là chứng Hoa Kỳ đó thì tương quan như thế nào thường nghĩ là cái sự tương quan đó là hầu như là không có và đây không hẳn là cái điều xấu cái mà chúng ta muốn thấy đó là Bitcoin có một xu hướng đi riêng cho nên vì lý do đó Bitcoin mới có một cái vai trò cho một cái danh mục đầu tư cho nên các bạn thấy được là những tổ chức đầu tư bây giờ đó thì có những cái lời nói là có thể là nên xem xét để mà có khoảng chừng là 5% Bitcoin trong cái danh mục đầu tư của mình. Tại vì đây là một trong những cách mà chống lại cái sự kiện chung của thị trường. Có nghĩa là họ tin là Bitcoin có cái xu hướng đi riêng chứ không phải là đi chung. Cho nên đây cũng là một trong những cái công cụ mà có thể để vào danh mục đầu tư của mình để mà đa dạng hóa. Đây mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một cái nhà tài trợ, một sàn mà thường đã chia sẻ với các bạn trước đây đó chính là cái sàn năm roi Global. Thì nhiều bạn sẽ nói là hôm nay là Thuận lại đi bán bưởi năm roi nữa. Nhưng mà đây là một cái sàn mà thường đã từng chia sẻ với các bạn trước đây đó thì một số những cái thông tin đáng lưu ý đến sàn năm rồi đây đây là một cái sàn điện tử mới chỉ được 3 tháng mà thôi nhưng mà trong thời gian 3 tháng nó đã có được hơn 600.000 thành viên tham gia rồi dù chỉ là trong thời gian ngắn thôi nhưng mà sàn năm rồi cũng có được một cái số thành tựu như là họ đã có được một cái giao diện đẹp mắt cùng với tốc độ xử lý cái giao diện cực nhanh thêm vào đó là hệ thống thanh khoản khớp lệnh nhanh chóng những cái tính năng cần thiết đều có ở trên sàn năm rồi global như là các bạn có thể tham gia vào io spot futures margin stacking otc airdrop và đặc biệt là thường muốn chia sẻ liên quan tới năm rồi IEO thì đây là một cái phần của sàn năm rồi global mà có thể là tiếp cận với những cái công ty mà những dự án khởi nghiệp đó thì năm rồi đó hỗ trợ những cái dự án và mở rộng hệ sinh thái để mà liên doanh với những cái dự án khởi nghiệp này và có thể là giúp họ tiếp cận được với là những nhà đầu tư trên khắp thế giới để mà kêu gọi vốn và song song với đó năm rồi global sẽ niêm biết token của những dự án này và tổ chức đó lên trên sàn của năm rồi và tính tới hiện tại đó thì cái dự án triển khai trên năm rồi IO cũng đã nhận được một cái sự quan tâm không nhỏ đến từ những nhà đầu tư và thêm vào đó nữa đó thì có một thông tin đáng chú ý đó chính là sàn năm rồi Global sẽ tham gia tài trợ cho một cái sự kiện có tên là BCF Blockchain for Smart Economy và Go Blockchain Week Cả hai sự kiện này đó sẽ quy tụ các chuyên gia liên quan tới ngành blockchain và cái số lượng khách tham gia có thể lên tới là một ngàn người đặc biệt là Go có sự góp mặt của David Doe, giám đốc điều hành tại sàn năm Roy Global. Và một lần nữa như mà nào mà muốn tìm hiểu thêm về sàn năm Roy và những cái thông tin như là Thuận vừa chia sẻ thì bên dưới này sẽ có cái link cho bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm. Chúng ta bây giờ đó nhìn thị trường thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những năm lớn ngày hôm nay đi Thì những năm lớn ngày hôm nay Bitcoin thì tăng 3,2% Nhưng mà những năm còn lại thì cũng không có cái sự tiến triển nhiều Trong vòng 24 giờ qua mặc dù có một số đồng tăng trưởng mạnh Nhưng mà các bạn thấy được là những đồng như là Ethereum Cardano, đồng BNB, Solana, XRP, Polkadot Thì không có cái sự tăng trưởng mạnh Các bạn thấy được là phần lớn là giống như đứng yên một chỗ So với cái giá của ngày hôm qua Nhưng mà đặc biệt là Dogecoin thì tăng 8,8% ngày hôm nay Avalanche à, thì xuống 3,2% Uniswap thì đứng yên một chỗ Và các bạn thấy là những đồng nào mà có sự tăng trưởng mạnh ngày hôm nay Thì khi mà thường nhìn vào danh sách ấy, Thì hôm nay cái đồng mà tăng trưởng mạnh Các bạn thấy là Dogecoin tăng 8% Nhưng mà Shiba Inu tăng tới 50,5%. Và các bạn thấy là kế tiếp là đồng Ceter và ICON là tăng 15% và 12%. Còn những đồng nào mà xuống mạnh ngày hôm nay thì các bạn thấy được là những đồng xuống mạnh nó cũng không có đồng nào gọi là xuống quá mạnh ngoại trừ là Decentralized Social thì trừ 10,5% ngày hôm nay và trong vòng 7 ngày qua thì xuống 13%. Thì nói tới uh, Social có nghĩa là mạng xã hội đó thì các bạn thấy được là cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay không phải là thông tin đến từ thị trường crypto mà thông tin đến từ công ty Facebook và không chỉ đây là Facebook mà hồi sáng này đó có thể là nhiều bạn lúc đó là đang ngủ ở Việt Nam rồi tại vì à, cái múi giờ khác nhau nhưng mà hồi sáng này đó giờ Cali thì có một khoảng thời gian này gần như là 6 tiếng đồng hồ là dịch vụ Facebook, WhatsApp và Instagram là không có hoạt động và không ai truy cập được và mạng lưới hoàn toàn đóng băng thì có những cái thông tin được chia sẻ đó là Facebook bị tấn công và tài liệu bao gồm email tên, số điện thoại, nơi ở và giới tính hay là UAD đã bị lấy cắp và khoảng chừng là 1,5 tỷ người dùng đã bị ảnh hưởng và bây giờ đang bán trên mạng và thứ nhì nữa là các bạn thì được là có người nói là cái tên miền Facebook cũng bị đăng bán và Jack Dorsey các bạn được trên màn hình đó, đây là Jack Dorsey của Twitter thì nói là bán bao nhiêu và đây là cái thông tin được chia sẻ bởi disclose.tv về cái việc là Facebook bị hack và lấy đi một số những cái tài liệu sau đó, đó thì bà được là disclosure.tv cũng chia sẻ cái thông tin là những cái nhân viên của công ty Facebook nói là không thể vào các tòa nhà để mà đánh giá tình trạng mức internet được tại vì cái thẻ truy cập của họ đó là cái thẻ mà họ có thể là truy cập để mà vào cửa đó đã không hoạt động thì nhiều người hồi sáng này thời điểm này là khoảng chừng là một giờ chiều về cali thì nhiều người cho là facebook đang bị tấn công chứ không phải là chỉ đơn giản là họ bị mất mạng hay là cái server bị hỏng mà thôi có thể là họ đang bị tấn công và tình hình không rõ ràng và tới bây giờ đó thì các bạn thì facebook đã online trở lại cho nên nhiều bạn đó ở việt nam thì thức gì sử dụng facebook hồi sáng này là cảm thấy không có vấn đề gì tại vì sao tại vì các bạn đã ngủ lúc mà những chuyện này xảy ra và facebook instagram whatsapp và yeah, Messenger Oculus đã trở lại online và đã được, được sử dụng như là bình thường nhưng mà đây là cái lần mà cái công ty Facebook nói chung đó là bị gián đoạn mạng lâu nhất từ năm 2019 cái thời điểm mà lâu nhất đó là năm 2019 khi mà lúc đó cái mạng lưới của Facebook offline là khoảng chừng là hơn 24 giờ cái đợt này là cái đợt là offline khoảng chừng là 6 tiếng. Đây là cái đợt lâu thứ nhì. Lâu nhất từ năm 2019 nhưng mà lâu thứ nhì trong lịch sử của facebook và các bạn thấy là cái tình hình này đó bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ cho nên bất cứ những thông tin nào mà các bạn à, đọc được trên mạng đó đều là những cái tin đồn hiện bây giờ mà thôi ngay cả những cái tin mà thượng mới vừa chia sẻ với các bạn đó đây là cái thông tin mà được giống như là rò rỉ ra từ những cái người mà làm việc cho công ty facebook thì có một cái thông tin nữa đó chính là một cái người gọi là whistleblower hay là cái người này là cái người mà à, làm việc cho công ty facebook sau đó đó thì cái người này đã đứng ra để mà chỉ trích facebook có nghĩa là họ đã lên tiếng chỉ trích và họ đã cung cấp một số những tài liệu của tôi không có rõ là họ bán là cung cấp nhưng mà cái mà chúng ta biết đó là có một nhân viên à, họ đã cung cấp một số những cái tài liệu cho những cái công ty truyền thông đó thì những tài liệu đó nói gì những tài liệu đó nó dựa theo những tin tức mà chúng ta nhận được ngày hôm nay đó chính là những cái tài liệu liên quan tới là công ty facebook đó là họ hy sinh cái sự an toàn của những người dùng để làm gì để họ có thể kiếm được tiền lợi nhuận từ cái việc là quảng cáo trên cái mạng lưới của facebook và đây là một trong những điều mà nói tới liên quan đến là những cái sự kiện như là cái sự kiện mà tấn công cái tòa nhà quốc hội mà cách đây không lâu đó các bạn có nên nhớ cách đây không lâu đó thì trên uh, facebook thì nói là đã có nhiều người lên tiếng nói là công ty facebook cần phải có những cái biện pháp để mà ngăn ngừa những cái uh, lời nói hay là những cái người mà kích động như vậy nhưng mà facebook đã không làm tại vì facebook muốn có lợi nhuận cao hơn hay là có những cái cuộc khảo sát nói là Instagram nó là một trong những cái nền tảng mà không tốt cho trẻ em không an toàn cho trẻ em nhưng mà công ty Facebook cũng không muốn làm gì hết và đây là cái thông tin mà được chia sẻ bởi cái người này với lại những cái đài truyền thông và bây giờ người này đó là đã biết tên tuổi tuy là chưa công bố nhưng mà người ta nói là người này đã xác nhận được cái thân phận của mình và công ty Facebook đang chuẩn bị để mà chuyện người này thì có thể nhiều bạn nói là ở Hoa Kỳ thì có cái luật gọi là tự do ngôn luận thì tại sao mà người này lại có thể là bị kiện được thì khác nhau hoàn toàn các bạn thấy được là nếu như các bạn làm việc cho một cái công ty mà các bạn cảm thấy là công ty này làm cái gì đó sai trái phạm luật thì các bạn có thể là đến FTC nghĩa là Federal Trade Commission đó, đến nhà nước để mà báo cáo thông tin và cung cấp thông tin thì các bạn sẽ được bảo vệ bởi cái quyền tự do của các bạn nhưng mà ngược lại cái người này đó là thường nghĩ là tại vì họ đi trực tiếp đến cái nơi mà truyền thông để mà giao tài liệu có thể là họ bán tài liệu đó chúng ta vẫn chưa chưa rõ nhưng mà đây là những cái thông tin mà chúng ta nhận được ngày hôm nay có thể là Facebook bị tấn công rồi sau đó là Facebook đó là bị một cái nhân viên của mình chỉ trích mình và giao những tài liệu ẩn đến cho nhà truyền thông thì chúng ta bây giờ vẫn chưa có rõ có thể nói được là chúng ta tiếp tục chờ đợi xem coi tình hình như thế nào tôi nghĩ là khoảng chừng là một hai ngày nữa chúng ta mới thực sự biết được cái mà chúng ta biết là công ty Facebook thực sự là đã offline Facebook, Instagram, Twitter, Messenger À, đã offline tổng cộng là khoảng 6 tiếng bây giờ đã online trở lại và các bạn thấy là tôi chúng ta chưa biết rõ những thông tin nhưng mà các bạn thấy là cái meme ở trên những màn xã đây và các bạn biết là thường là một người mà rất là yêu thích meme thường, thật thực sự là không thể sống thiếu meme được đâu các bạn nhiều khi thường nghĩ là trước đây trước khi mà có meme thì chúng ta làm gì để mà qua ngày khi mà có những cái sự kiện như thế này xảy ra như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và những mà nào mà xem cái phim Sweet Game hay là xem cái phim gọi là cho chơi con mực thì cũng đã biết những cái cảnh này các bạn thấy được là uh, Telegram, Twitter, YouTube thì uh, vẫn uh, tiếp tục sống nhưng mà các bạn thấy được là hồi sáng này thì Instagram, Facebook và uh, WhatsApp thì đã nằm xuống hay là các bạn thấy là cái hình này mà người ta đăng trên mạng thì cảm thấy cũng rất là mắc cười các bạn cũng đã biết đây là cái hình cũng liên quan tới cái bộ phim Sweet Game về cái game gọi là các bạn tách đường tách đường từ cái kẹo ra thì các bạn được là Facebook, Instagram, WhatsApp thì đã bị bể nhưng mà Twitter thì vẫn có hoạt động Và đây là những cái thông tin mới nhất mà Thuận nhận được cho nên Thuận muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin liên quan đến thị trường crypto đi Tại vì cái thông tin này mặc dù là nhiều bạn rất là có hứng thú Cho nên Thuận mới dành thời gian để mà chia sẻ Nhưng mà nếu nói tới liên quan trực tiếp với crypto thì cũng không có liên quan trực tiếp lắm đâu Bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin đã bật ngày hôm nay đi thì chúng ta bắt đầu sẽ nói tới thông tin từ Hoa Kỳ sau đó sẽ nói những thông tin đến từ Mỹ Latin thì một những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Bitcoin ETF thì các bạn cũng đã nhớ là cách đây khoảng chừng là vài ngày đến là ngày 1 tây tháng 10 đó cái tây 3 ngày tôi có chia sẻ với các bạn cái thông tin là có bốn cái Bitcoin ETF bị dời ngày có nghĩa là SEC đáng lý đó là duyệt tháng 10 nhưng mà dời lại 45 ngày là sẽ duyệt trong khoảng thời gian là tháng 11 và tháng 12. Trong đó chúng ta có bốn cái Bitcoin ETF là Global XBTC, Vagri XBTO, Wisdom Tree BTXC và Cryptoin BTC ETF. Thì bốn cái dự án này đó bây giờ chúng ta đã hiểu được là bốn cái dự án này là có Bitcoin thật sự. Mặc dù là Vagri XBTO BTC Futures nhưng mà đứng sau lưng thực sự là có Bitcoin để mà đảm bảo cho nên bốn cái dự án này đó là có Bitcoin đứng sau lưng để mà hỗ trợ và đây là cái loại ETF mà các bạn có đang nhớ là chủ tịch của SEC là Gary Gensler nói là không có thích ông nói chỉ thích những cái loại mà Bitcoin ETF mà dựa theo hợp đồng tương lai của CME có nghĩa là dựa theo cái hợp đồng future thôi chứ không có phải là cái loại Bitcoin ETF mà có Bitcoin thật sự đây là bốn cái ETF mà được trì hoãn và chúng ta cũng đã từng nói đến là đây là bốn cái ETF Và chúng ta phải chờ đến cuối năm mới có kết quả nhưng mà hôm nay đây chúng ta đã nhận được một cái thông tin thực ra thông tin này đã đăng thường nhớ là cái đây à, một ngày hai ngày rồi đây là cái thông tin được đăng bởi Eric Bartunas thì trước hết các bạn nên hiểu đây không phải là cái thông tin là chính thức đây là cái sự suy nghĩ của Eric Bartunas đây là một trong những nhà phân tích của đài Bloomberg thì Eric nói đó là tuy là bốn cái bịch không ETF này bị dời lại 45 ngày nhưng mà đây chỉ là 400 rất nhiều Bitcoin ETF mà thôi. Chúng ta vẫn còn cái cơ hội để có thể thấy được Bitcoin ETF được thông qua tháng 10 này. Tại vì những cái ETF mà bị trì hoãn đó là theo đạo luật của 1933. Có nghĩa là những quỹ đó là có Bitcoin thật sự như thường mới vị trí sở với các bạn. Những cái quỹ ETF mà đang được duyệt, ấy, đang được chờ duyệt bởi tháng 10 này là theo đạo luật của 1940. Thì cái cơ hội đó đối với lại Bloomberg thì nghĩ là có 75% cơ hội chúng ta vẫn có thể có một cái Bitcoin ETF dựa theo hợp đồng tương lai của thằng CME vào cái tháng 10 này. Đây là một phần trăm rất là cao cho nên cũng được nhiều người nói tới và bốn cái Bitcoin ETF đó dựa theo Eric Batunas là bốn Bitcoin ETF nào đó chính là thứ nhất là ProShare Bitcoin Strategy ETF, Invesco Bitcoin Strategy ETF, Vanek Bitcoin Strategy, Valkyrie Bitcoin Strategy và Galaxy Bitcoin Strategy. Đây là bốn cái Bitcoin ETF mà Eric Bajunas nghĩ là có khả năng cao sự thông qua trong tháng 10 này. Các bạn thấy được đây là những cái ngày mà có cơ hội để mà được duyệt ngày 18 tây, ngày 19 tây, ngày 25 tây tháng 10 và ngày 1 tây tháng 11. Và các bạn thấy được là cái cơ hội cao nhất các bạn thấy được là cái Galaxy Bitcoin Strategy là cái cơ hội tới 50 so với là những cái dự án khác thì các bạn thấy được là cái cơ hội thấp hơn. Cho nên bây giờ đó, đối với lại Eric Bajunas của Bloomberg thì vẫn nghĩ chúng ta có 75% cơ hội để thấy Bitcoin ETF trong tháng 10 này Các bạn thấy được là cái con số này rất là cao Cho nên đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn chúng ta sẽ tiếp tục để mà chờ đợi xem coi tình hình sẽ như thế nào Nhưng mà đương nhiên có Bitcoin ETF đó thì là chuyện sớm muộn mà thôi Và khi mà có rồi tôi nghĩ là sẽ có một cái đợt tăng trưởng trong cái thị trường này Tại vì chúng tôi có đã nhớ là năm 2017 đó cuối năm chúng ta có cái hợp đồng tương lai của sàn CME và của sàn CBOE thì các bạn đã nhớ là lúc đó đó cái sự tăng trưởng cái sự hào hứng thị trường này như thế nào nhưng mà sau đó thì các bạn cũng đã biết là mùa đông đã kéo đến thì bây giờ chúng ta hãy xem coi là cái sự việc đó có lặp lại hay là không đây là cái thông tin liên quan tới Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ